Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay có một người em đến nhờ Minh là tìm dùm một chiếc xe. Sẵn tiện Minh tâm sự với anh em luôn là tìm một chiếc xe đẹp nó rất là tốn thời gian, rất là lâu. Và nếu như được thì anh em trực tiếp gặp Minh sẽ hay hơn. Và bây giờ Minh sẽ cho anh em ngắm chiếc xe đó, rồi sẽ tâm sự với lại cái người em này là cách làm việc của Minh như thế nào và những anh em gặp nhau như thế nào nha, với lại cái quá trình đi tìm xe như thế nào. Rồi bắt đầu. Perfect. Đây là cái người em sở hữu chiếc R15 full carbon. Thì đây, em hãy nói quá trình mà em đi qua tìm anh đi, cho mọi người biết là gặp anh sao rồi nữa. Dạ, lúc đầu mà em tính mua xe là em thiệt là cũng hoang mang lắm, không biết lựa kiếm chỗ nào uy tín, sợ nhiều khi sợ mua ngoài nó bị thuốc này nọ rồi máy móc này nọ. May mắn là biết tới anh Minh. Cái mới qua nhờ anh Minh là kiếm mua chiếc R15 V3 thì cũng kiếm trong vòng tuần anh cũng kiếm được mấy chiếc, nhưng mà nhiều khi giá nó cao quá thì giá em tài chính em không có đủ, cho nên anh Minh phải tiếp tục phải đi kiếm thêm, mà phải kiếm giá tiền vừa phù hợp mà lại xe là phải ngon lại chất nữa, cho nên tốn của Minh nhiều thời gian đó, cho nên em muốn cảm ơn anh Minh tìm được chiếc xe quá là đẹp luôn, không còn gì để chê luôn á. Đây thằng em nó tâm sự với mình đó là sinh viên đúng không? Dạ. Sinh viên chưa ra trường năm mấy? Dạ không, bây giờ em đi làm rồi, nhưng mà nếu mà em vẫn còn độ tuổi 21, 22 là đi làm rồi. Dạ. Thì ở nhà ba em hơi kỹ đúng không? Dạ. Cho nên không có tin tưởng những chỗ mua bán xe cũ. Dạ đúng rồi. Mình nghĩ là xe cũ là nó cũ, nhưng mà chắc em thấy không? Em thấy con xe của em cũ nhưng mà có vỏ. Không tính ra nó cũng ngang ngửa xe mới mà đồ chơi nhiều nữa, cũng ok mà giá tiền hợp lý nữa. Hợp với túi tiền của mình, không có tốn bao nhiêu. Thì bây giờ mình qua mình giao lưu với chiếc xe với lại anh em mình ha. Dạ. Để cho mọi người coi đồ đâu đó, vô qua đây. Rồi, cái điều đầu tiên em thích nó là cái gì? Điều đầu tiên thích con xe full carbon. Full carbon quá đẹp. Full carbon. Mừng quá. Rồi nói chung là xe như mới vậy á, lớp rồi nói chung mọi thứ là không có gì để chê luôn. Quay qua đây nào, quay qua đồ chơi quá trời luôn. Đồ chơi gần mười mấy triệu mà có cây bô nữa anh, quá đẹp. Bô 6 triệu, hai chìa khóa mới tin. Mới tin luôn, quá đã. Dạ. Không, xe này không thấy gì để chê luôn. Độ yên. Yên rồi. Đèn tím mà tím. Dạ. mộng mơ. Đèn bật mộng lên. Mơ. Trời nhông, bàn tay. Rồi mấy cái lặt vặt rất là nhiều. Chống đổ nè. Bảo vệ bình xăng nè. Đó, bảo vệ bình xăng nè. Bon. Nhúng carbon hết nguyên con. Cái này là dán, chỉ có cái này với cái này là dán. Đó, còn cái này là nhúng hết nguyên con. Yên độ. Bát biển số. Rồi cái gì? Chắn bùng luôn. Chắn bùng. Bô độ. Đặc biệt cho mọi người nghe bô độ. Bô dinh còn nha anh em. Chứ không phải là... Em cầm đi. Bô dinh còn luôn nha. Chứ không phải là độ... Tao nói tàn nát tình làng nghỉ
sớm hết. Bô được, ok. Chơi được nè, hay nè. Lần đầu tiên em chơi mô tô mà quất cái bô này là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Đầy đủ ha, cái này người ta lên đầy đủ hết cho em. Dạ, đúng rồi. Rồi chống đổ này nọ, này. Tùy xe thôi. Tùy anh đem nào để lại cho anh sau thì anh để lại gì. Đó, xe nó trên xe nó như thế nào anh để lại hết là hôm qua là anh có chụp hình qua cho em coi là mấy anh em ở đây. Rồi tháo xe ra kiểm tra, vệ sinh tổng, vệ sinh cho em. Đó, dạ. Đầy đủ hết. Đó. Hôm qua là em nhắn tin là anh gửi qua cho em coi luôn mà. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ chia sẻ cảm nghĩ với mọi người đi. Em vui quá là về chia sẻ cảm nghĩ luôn. Kiểu em vui mà kiểu cũng xúc động lắm. Tại tới hôm qua em vừa mới có xe là em kêu Minh là ngày mai em qua liền luôn. Tại nôn quá rồi. Là cái buổi tối đó anh Minh kêu mọi người là dọn xe giùm em mà dọn đến tối luôn. Thì cảm ơn anh em trong showroom luôn. Rồi thì là em không ngờ có chiếc xe nó luôn quá. Nói chung là không có gì chê nữa, không còn gì để chê nữa. Nó vượt quá mong đợi. Tại vì buổi sáng á là anh bận đi quay, yeah. Bận công việc. Rồi cho nên là trong đêm đó anh bắt mấy anh em ở lại dọn luôn. Tại vì dọn chỗ nào anh rất là khó tính, hỏi mấy anh em chỗ nào mà anh gửi dọn xong qua anh Minh chỗ này được chưa. Họ thấy được rồi anh mới kêu nó gấp vô, còn không được lại bắt làm tiếp. Còn nếu như mà anh để buổi sáng mà giao cho mấy anh em nó làm á thì là nó làm tào lao đó. Anh làm cho bắt trong đêm luôn, trong đêm xong rồi mai anh đi làm để xong cho ok nhất có thể. Thì đó, con xe này anh kiểm tra luôn thì ảnh này nè, bắt mấy cái này nè, cái gọi là cái bát biển số này nè, thì trong nó sẽ lỏng ốc thì nó bị rớt hết một con ốc. Nó rớt con ốc là anh bắt vô thay thế ốc khác liền. Nó nhiều cái mình kiểm tra tổng thể tháo ra hết luôn. Những cái bát biển số này nè, nó là cái bát biển số độ. Dạ. Nên ốc của nó mình chạy thời gian nó sẽ rung, nó rớt ốc, nó rớt trong đâu biết đâu, rớt ở trong. Thì ra kiểm tra thấy con ốc, anh bắt chạy đi mua con ốc gắn vô liền. Dạ. Những cái kiểm tra tổng quan đó. Ok, nói chung là con xe này không gì phải bàn. Rất là đẹp luôn mọi người. Cảm ơn em đã tin tưởng, đặc biệt là qua cọc tiền cho anh trước, mặc dù chưa có xe, cọc trước luôn, rất là tin tưởng anh. Thì anh nói tin tưởng anh thì biết bao nhiêu anh em rồi, đó, cọc tiền anh trước rồi cho anh chừng nào có xe qua lấy. Thì anh thì cũng vậy thôi, tại vì có nhiều người á, nói thẳng anh em xem kênh luôn, có nhiều người á, người ta kỳ lắm. Người ta kêu tìm con xe đó, nhưng mà mình tìm xong thì ta im lặng luôn. Đó, những anh em cầm tiền qua cọc ok, thì anh sẽ ưu tiên cho những anh em đầu tiên, giống như em, thì em qua đây thì anh sẽ ưu tiên cho em. Hoặc là anh em ở xa thì anh em có thể chuyển khoản. Có nhiều anh em ở xa là anh em băng kinh qua cho anh. Thì đó, anh ưu tiên, anh kiếm xe cho anh em. Đó là cái như là anh em mình tin tưởng qua, tin tưởng lại. Đó là ok. Thì đó, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Và chúc mừng Phú, đúng không? Dạ, đúng. Chúc mừng Phú đã sở hữu đam mê. Và hy vọng em sẽ ngày càng kiếm nhiều được nhiều tiền để em đúng lên phân khối lớn. Nói chung là có tiền là lên phân khối lớn. Tại vì chơi xe nó rất là mê. Dạ. Chứ không phải là mới tập chơi dòng này từ từ mình mê hơn á, này nó ghiền, nó giống như ma túy gì đó. Đó thì từ từ lên 300, 600, 1000 lên những mẫu xe khác. Rồi chúc mừng em, đó là trai tri thức. Cảm ơn mình. Ok rồi, ok rồi, ok. Và bây giờ chỉ còn cái cuối cùng là mình đẩy xe xuống rồi em về thôi ha. Đặc biệt cái thanh niên này chưa biết chạy xe con tay, chưa biết chạy xe con tay, nhờ bạn trở về tập. Nói chung tập mình cẩn thận xíu, hoặc là mình mượn một chiếc ẹt nhỏ hay là chiếc gì đó mình tập cho nó dễ, rồi mình đi con này. Thì con này nó có chống đổ rồi, lỡ ngã nhẹ cũng không sao. Nói chung mình cẩn thận xíu, mình chạy chậm xíu. Rồi xong rồi sau này có bảo trì gì đó thì cứ liên hệ anh là được đó. Còn Zalo, ad Zalo anh đó, đọc Zalo cho anh em là 0916640653. Ad Zalo có vấn đề gì inbox Minh. Và đặc biệt anh em nào mà inbox Minh không trả lời á thì từ từ trả lời, tại vì quá nhiều anh phải từ từ thôi. Anh là anh đi làm cả ngày đó anh mới hẹn em được, rồi giấy tờ rồi ký xong xuôi hết rồi. Nói chung là anh em mình chơi lâu dài thì về cất một chìa nha, còn để một chìa. Nói chung là xe nhiều xe chủ xe người ta không cẩn thận người ta mất một chìa thì còn chìa, thì em tìm đúng chúng được chiếc xe chủ xe có đủ hai chìa thì đưa cho em đủ hai chìa đó, vậy thôi. Nói chung là cái chìa khóa nó cũng không quan trọng, này ra đánh lại phát một thôi, nhưng mà nó còn sao thì anh đưa về em hết. Rồi chúc mừng em rồi. Ôm giống ôm cây kiếm vậy. Thì ảnh là đó chủ R15 mới dắt mấy anh em đi ăn lẩu. Trời ơi, nó ăn kìa. Hết quyến lẩu người ta.
rồi anh hiểu em ạ. Rồi thế nha.